Em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay là phiên phiên bán hàng của Lan Tuyết Kha ngày 18 tháng 2 năm 2020. Hôm nay thì nhà em có các mặt hàng sau, em xin điểm qua một chút. Thứ nhất là đùi gà, thứ hai là kiều mỡ gà, có bạch ngọc đuôi công, hải vệ nữ, hải dâu xanh, hải gấm, hải trần liên, địa lan mạc xuân, một số dề cáo và một số dề trầm thuần. Đây là với cả cái bảng giả hạc pháp nữa. Đấy là những cái mặt hàng của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ có một cái chương trình như thế này. Em sẽ cho các bác chơi một cái chương trình mini game. Có nghĩa là bác nào bình luận xem cái video của em nhé, và bình luận đúng hai số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc trong ngày hôm nay thì là em sẽ miễn ship cho cái đơn hàng đấy. Bác nào bình luận nhanh nhất và đúng nhất thì em sẽ chỉ tính một khách hàng duy nhất thôi các bác nhé. Đấy, các bác bình luận ở bên dưới cái video của em và em sẽ mỗi bác sẽ bình luận chỉ một lần thôi. Có nghĩa là bình luận để tham gia trò chơi chỉ một lần thôi. Còn các bác có thể bình luận chốt hàng nhiều lần, không vấn đề gì cả. Đấy, còn bình luận về kết quả xổ số miền Bắc thì em sẽ tính cái bình luận đầu tiên của các bác nha. Và em sẽ miễn phí giao hàng cho cái đơn hàng đầu tiên mà trúng thưởng. Đấy. Đấy, và rất là mong các bác sẽ ủng hộ kênh Lan Rừng Tuyết Kha. Và sau đây thì em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng cái mặt hàng. Đầu tiên là bạch ngọc đuôi công. Thì hôm nay em có các cái hình 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 dề giờ như thế này và một số dề thuần. Đây, em giới thiệu từ số 1 nhé các bác nhé. Số 1. Hình số 1 có giá là 200.000 cái dề này. À, cái hình này, em xin lỗi mọi người. Dề thì nó sẽ có 3 dề nhá. Đấy. Một dề nhỏ này. Hai dề nhỏ này. Và cái dề thứ 3. Đây này, nó về đuôi công thì nó đang mùa hoa đấy, nhưng mà do là vận chuyển về thì cũng rất là khó giữ các bác. Nụ nó cũng bị thâm hết rồi. Đây là hình số 1 có giá 200. À, đây, trước khi quay thì em quên mất, em cho các bác xem mặt hoa. Bởi vì đây em có dề thuần ở đây này. Đây là mặt hoa của bạch ngọc đuôi công. Đấy, bông rất là to và rất là thơm các bác ạ. Đây này. Đấy. Cái này nếu mà đặt ở phía trên cao cao một chút thì nhìn từ dưới lên nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì nó rủ. Hoa này đặc trưng là nó rủ xuống như thế này. Đấy. Đây, cái lưỡi của nó đây các bạn, lưỡi của nó có từng cái đốm đốm như này. Rất là đẹp. Đấy là mặt hoa. Em giới thiệu tiếp hình số 2 cho các bác. Hình số 2 cũng có giá là 200.000. Đây, nó gồm có một dề này, hai dề và ba dề. Cái này thì có hai vòi hoa đấy, nhưng mà do vận chuyển thì cũng đã bị te tua hết rồi các bác ạ, vì các bác làm giống thôi. Chăm để năm sau, mùa hoa năm sau thôi. Đấy, đây là hình số 2. Tiếp theo hình số 3 cũng có giá là 200.000. Đấy, hình số 3 gồm có một dề này và một số cây lẻ này, 1 2 3 cây lẻ này ạ. Đây là hình số 3. Hình số 4 giá cũng là 200. Gồm có một dề này. Đấy, một dề có mầm lên đây các bác nhé. Đây là một khóm nhỏ nữa này, hai khóm nhỏ này. Đây là hình số 4 ạ. Tiếp theo hình số 5.
Số 5 thì gồm có một khóm này, hai khóm, ba khóm và đây nữa, bốn khóm ạ. Đấy, đây là hình số 5. Cũng có giá là 200 các bác nhé. Hình số 6 cũng là 200 thì gồm có hai dề. Đây, một dề thứ nhất đây ạ. Dề thứ hai đây. Dề thứ hai này sở dĩ em không cắt cái bộ dễ này đi nữa, không tỉa sát nữa bởi vì nó rất là nhẹ các bác ạ, nhẹ lắm. Đấy, nhìn nó như thế này thôi nhưng mà nó khô hết rồi. Nên là nó rất là nhẹ. Cộng với cả cái đuôi công này cũng thuộc cái loại lan cũng hơi khó thuần một chút, thế nên là nếu mà cắt sát thì em sợ là cái việc chăm sóc của các bác sẽ khó hơn. Đấy, thế nên là em cứ để như này bởi vì nó rất là nhẹ các bác. Nhẹ lắm. Tiếp theo số 7. Số 7 dề này có giá là 200.000 ạ. Đấy. 200.000, đây là một dề nhá. Số 7 này. Tiếp số 8 cũng có giá là 200. Ôi cái gì này có đến hai vòi hoa này. Nhưng mà giờ nụ nó cũng bị cụt hết rồi. Rất là tiếc. Số 8 cũng là 200, gồm có 3 dề ạ. Đấy. Số 9. Số 9 là một dề. Dề này có giá là 250.000 các bác nhé. Nếu mà không nụ mà không ảnh hưởng thì cái dề này nó cũng có hai vòi hoa này. Đấy. Số 9 250. Số 10. Số 10 dề này là 400.000 các bác nhé. Đây là một dề thôi. Dề này có hai vòi hoa này nhưng mà xem chừng là không chơi được rồi. Đấy. Nó dập nát te tua hết rồi. Ba vòi ấy chứ. Nhưng mà hỏng hết rồi. Do là vận chuyển. Cái dây này cũng khá là xinh các bác ạ. Đấy. 400.000 dây số 10. Dây số 11 có giá là 450.000 ạ. Cái này thì mọc nó thành vát chéo chéo đi nhá. Đấy. Cái này là dân bóc từ cái cây ra này. Bóc từ cây to ra và bộ rễ thì còn nguyên. Chỉ bị cắt cái phần dưới này đi thôi. Còn cái phần ngang này thì vẫn còn nguyên. Đây là đằng sau ạ. Đấy. 450.000 số 11. Tiếp theo em sẽ giới thiệu các cái dề thuần đây. Số 12. Có giá là 500.000 cái chậu này. Chậu này thì cũng có một số vòi hoa đây. Đây vòi này còn hai nụ này. Cái vòi này thì đang ra này. Hai vòi này. Còn một số vòi thì do là khô quá. Dân người ta bảo khô quá không có thời gian chăm tưới. Nên là đây này. Có ba cái vòi nụ bị trột hết rồi. Rất là tiếc này. Khô hết cả này. Đấy. Và các bác thấy đây lá nó cũng vàng này. Tuy nhiên là đây là lan rừng. Nên là cái sức sống của nó cũng rất là mãnh liệt. Nó cũng không dễ dàng bị chết như thế đâu. Đối với cái dề này, cái chậu này thì em sẽ nhổ lên để gửi cho các bác thôi nhé. Bởi vì cái gỗ này rất là nặng này. Gỗ này dày lắm và nặng lắm. Cái này phải đến ui, chắc phải gần 10 cân đấy. Cái cục gỗ này chắc phải gần 10 cân. Nên là bác nào mua số 12 này thì em sẽ nhổ lên để gửi cho bác về các bác tự trồng tự chăm. Đấy, cái phương pháp trồng thì cũng rất là đơn giản đấy. Như dân họ trồng bằng mùn cưa này các bác ạ. Trồng hoàn toàn bằng mùn cưa và những cái mùn của đây này. Ví dụ như những cái dưới những cái tán cây to hay có những cái mùn lá thì cho vào trồng. Đấy, rất là tốt. Trộn với phân nữa thì càng tốt. Cái này thì họ chưa cho phân đâu. Đấy là số 12 có giá là 500. Tiếp theo số 13. Số 13 thì không phải là dề thuần. Nó là một dề gần như là nguyên bản đây này. Bộ rễ của nó rất là ổn định. Cái này thì về các bác chỉ việc đặt xuống và cho giá thể vào.
không cần cắt tỉa gì thêm nhá. Đấy. Số 13 này thì còn một cái vòi này đang sắp nở. Đây. Vòi này thì đang nở nhưng mà do là chắc là cũng mấy hôm nay khô quá, nó bị mềm cái cánh hoa một đi một chút rồi đây này. Đấy, bởi vì hôm nay thì em quay video nên là em cũng chưa dám tưới. Tưới thì sẽ nặng cân, khi mà vận chuyển các bác sẽ rất là thiệt thòi về cái tiền cước. Ở đây thì còn có một cái thân đùi gà đi kèm này các bác ạ. Chắc là dân người ta đặt vào sống rồi đây. Đấy. Số 13 này có giá là 500.000 nhá. Tiếp theo số 14. Số 14 thì lúc nãy em vừa quay mặt hoa cho các bác đây, gồm có 3 vòi hoa. Thì có một vòi thì đã nở, thấy dân báo là nở được 1 tuần rồi. Còn cái này thì mới nhú các bác nhá. Đấy, mới nhú thôi. Mầm rất là nhiều này. Đấy. Cái dề số 14 này có giá là 550.000 ạ. 550.000 số 14. Cái này thì là một dề thuần. Tuy nhiên cái chậu gỗ của nó cũng, em thấy cái này nó cũng nhẹ thôi các bác ạ, nên là cái này em có thể chuyển cả chậu cho các bác. Và về chúng ta, bởi vì bản thân cái này là gỗ rồi thì là chúng ta cũng không cần phải bỏ ra đâu các bác ạ. Đấy. Hoặc là chậu gỗ này em nghĩ là cái rễ nó bám vào thật đây này. Đấy. Với cái dòng này là dòng bán sơn đĩa ấy, thì về các bác có thể trồng đặt luôn cái cả cái chậu gỗ này vào một cái chậu khác và chúng ta thêm giá thể vào thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến cây. Bởi vì nếu mà bóc ra thì cũng sẽ một số rễ nó bị bật lên và cây nó cũng sẽ bị yếu đi. Rất là thơm các bạn ạ, thơm lắm. Đấy là các cái hình bạch ngọc đuôi công phiên hôm nay của nhà em. Thì ngoài ra em giới thiệu những cái mặt hàng khác luôn các bác nhé. Đây là địa lan mạc xuân. Địa lan mạc xuân thì giá vẫn ổn định là 80.000 một cân thôi ạ. Hoa rất là thơm, màu sô-cô-la, màu tím, nâu tím nhé. Đấy, địa lan mạc xuân 80.000 một cân. Em có hôm nay em có hai trần liên. Cái chỗ này 1 cân là 350.000 nếu như bác nào lấy hết. Còn nếu như các bác lấy lẻ thì sẽ là 40.000 một lạng nhé. Đấy, có một vài cây kim tuyến lẫn vào đây. 40.000 một lạng, còn lấy cả cân thì sẽ là 350.000. Một cân này được khá nhiều các bác ạ. Đây này. Đấy. Đấy, được rất là nhiều ấy. 350.000 một cân này, 40.000 một lạng. Tiếp theo hài gấm. Hài gấm thì em bán giá là 130.000 một cân ạ. 130.000 một cân, hàng đang nhiều cây có nụ nhá. Đang có mèo các bác nhá. Đấy. Hoa hài gấm thì màu vàng, cánh màu vàng và có đốm đen. Về cái màu hoa thì nó gần giống như hài hằng ấy, nhưng mà nó không được thơm thôi ạ. Và thậm chí là có người còn không thích cái mùi của hoa hài gấm. Tuy nhiên là cái mặt hoa của nó cũng khá là đẹp. Đấy. 130.000 một cân. Hôm nay thì em về được 1 cân hạc đỉnh vàng. Đấy, 130.000 ạ. 1 cân hạc đỉnh vàng. Tiếp theo hài vệ nữ 50.000 một cân các bác nhé. 50.000 một cân hài vệ nữ, hàng đang nụ. Đây, nụ đây ạ. Đấy. Hài vệ nữ, hàng đang nụ. 50.000 một cân. Tiếp đến là hài dâu xanh. Hài dâu xanh 130.000 một cân các bác nhé. 130.000 một cân hài dâu xanh. Hai hôm nay thì Cao Bằng bắt đầu không mưa rồi và hàng thì rất là khô ráo.
Tiếp đến là đây là kiều mỡ gà các bác nhé. Kiều mỡ gà thì em bán giá là 170.000 một cân ạ. Kiều mỡ gà cái chỗ này chắc chỉ có khoảng tầm 1 cân rưỡi thôi. Cân rưỡi đến 2 cân đổ lại thôi. Đấy, số lượng hôm nay cũng chưa có nhiều. 170.000 một cân. Đây là cái mớ lộn xộn. Đây gồm có thanh đạm một lá này. Rồi có một cây cáo này. Có phi điệp vàng này. Có tóc tiên này. Phi điệp vàng này, tóc tiên này. Đấy. Cái mớ này thì em bán giá là 100.000 nhá. 100.000, tóc tiên là nhiều nhất đấy các bác ạ. Đấy, tóc tiên này, cây rất là to mập này. Còn có cái chùm này, cây mẹ con nữa này. 100.000 cái mớ lẫn lộn này ạ. Tiếp theo là đùi gà. Đùi gà Cao Bằng thì cái lô này chủ yếu là đùi gà tròn các bác nhé. Đấy, chủ yếu là đùi gà tròn, hàng đang bắt đầu nhú nụ này. Đây ạ. Đấy. Đây. 200.000 một cân ạ. 200.000 một cân, đùi gà tròn đang nụ. Tiếp theo giả hạc Pháp em còn 2 bảng, giá là 180.000 một bảng các bác nhé. 180 một bảng giả hạc Pháp. Tiếp đến là cáo, các cái rể cáo thuần. Số 1. Đây, có giá là 150.000 ạ. Gồm có 2 cây. Rễ bám rất là khỏe rồi. Đây. Hai ngọn. Hình cáo số 2 cũng là 150.000. 150.000. Bám rất là ổn định rồi. Cáo số 3 có giá là 90.000 ạ. 2 cây. Tiếp theo cáo số 4 là 150.000. 150.000. Đấy, dễ bám ổn định rồi nhá. Số 5 cũng là 150.000 các bác nhá. Đấy. Hôm nay thì em có 5 hình cáo. Tiếp theo là các cái bảng trầm thuần. Đây em sẽ gọi là số 1 đi. Có giá là 200.000. Em chưa kịp đánh số đấy. 200.000 dề số 1 nhé. Dề số 2 là 300.000 ạ. Dề số 3 là cũng là 300. Dề số 4 cũng là 300. Đấy. Hôm nay thì em có 4 cái dề trầm thuần. Và cái cây cáo này là cây cáo phân nhánh. Cây cáo phân nhánh này có giá là 1.200.000. Và ai lấy cái cây này thì em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đấy, 1.200.000 bao ship ạ. Cáo phân nhánh ạ. Em còn một bảng long tu đá tím. Long tu đá tím hàng đang nụ. Đây đang sưng nụ này. 190.000 cái dề này các bác nhé. 190.000 dề long tu này ạ. Ngoài ra thì em còn còn mấy cân miến này. Đây. Còn mấy cân miến. Miến của huyện xã Thành Công Phe Đén ấy. Của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Em bán giá là 100.000 một cân. Thì sẽ gồm có 8 con các bác nhé. 2, 4, 6, 7. Có túi thì 7, có túi thì 8. 8 con, 100.000 một cân này ạ. Về các bác có thể nấu hoặc là sử dụng trong cái việc làm bánh đa nem ấy, rất là ngon. Và miến này thì không bị nát các bác nhé, đun sôi thoải mái ạ. Đấy là những mặt hàng của phiên ngày hôm nay. Bác nào có nhu cầu lấy loại gì thì liên hệ với em qua số điện thoại 0914996482 các bác nhé. Cái hình thức mà hình thức mà như ở đầu video em nói là chơi mini game ấy,
thì là do là một số bác ví dụ như lớn tuổi và không biết cách vào video bình luận, hoặc các bác xem trên TV thì sẽ không bình luận được ở cái video bên dưới. Thế nên là em cũng chấp nhận cả cái hình thức là các bác có thể nhắn tin chốt hàng và đồng thời các bác dự đoán luôn cái con số ở cái tin nhắn trên điện thoại này hoặc là trên Zalo cũng được các bác nhé. Đấy. Thì bác nào đoán đúng đầu tiên và nhanh nhất thì em sẽ chính xác đầu tiên và chính xác thì em sẽ miễn ship một cái đơn đấy.